mọi người nha. Hôm nay mình ăn gỏi tôm ha, tôm với hành tây nha mọi người, với bưởi, gỏi bưởi tôm hành tây nha mọi người. Mà mọi người ăn cùng mình nha. Cái này mình làm vừa ăn mình không cần nước chấm nha mọi người. Rất ngon. Thank you.